Ok, rồi mời quý vị lắng lòng nghe kể chuyện ngày xưa à, phải ngồi tĩnh tâm lắng lòng thì mới hiểu nhá. Ok. Một con sư tử con được một đàn cừu nuôi dưỡng lớn lên và trưởng thành. Con sư tử to lớn nhưng nó hoàn toàn không ý thức được mình là một con sư tử. Vì cả đời nó bị vây quanh bởi một đàn cừu, nó hoàn toàn không biết mình thù với nó. À, xin lỗi, nó hoàn toàn không biết hình thù của nó. Đối với nó là một con cừu. Nó chỉ ăn cỏ, sợ những con thú dữ và nghe cả âm thanh cũng như một con cừu con. Cũng như một con cừu, nó không biết rống. Ngày nọ, con sư tử già đi ngang và thấy con sư tử trẻ đang vui đùa cùng đám cừu. Nó không thể tin vào mắt mình. Các con cừu cũng nhìn thấy con sư tử già và lập tức sợ hãi chạy tán loạn. Con sư tử con cũng thế. Con sư tử già cố gắng đuổi kịp con sư tử con và kêu la và khóc lóc. Nó kêu la và khóc lóc như con cừu run lẩy bẩy vì sợ. Sư tử già liền quắt sư tử con và mang tới một vũng nước gần đó. Con sư tử con chắc chắn phen này sẽ chết. Nhưng khi chúng tới vũng nước, một phép lạ. Con hãy nhìn vào vũng nước, con sư tử già nói. Và ở đó, nhìn ngược vào chúng ta là hai con sư tử. Con sư tử con nhìn chập chập vào hai gương mặt một lúc, tự nhiên nó cảm thấy một sự chuyển đổi từ bên trong và từ tận đáy lòng trỗi dậy một tiếng rống làm rung cả núi đồi xung quanh. Việc của ta đã chấm dứt, sư tử già nói. Ta đã làm những gì ta có thể. Bây giờ con có thể tự lập. Con đã biết con là ai. Và câu chuyện có tên là Sự Dẫn Dắt. Người thầy tầm thường dạy, người thầy giỏi giải thích, người thầy cao hơn chứng minh, người thầy vĩ đại tạo cảm hứng. Thật may mắn cho chính phủ nào mà có công dân không tự suy nghĩ, mà công dân không tự suy nghĩ. Cách duy nhất ai đó có thể dẫn dắt chúng ta là bằng cách hoàn trả lại cho chúng ta niềm tin vào hướng đi của chính mình. Tất cả những việc này sẽ không được hoàn tất trong 100 ngày đầu tiên, hay trong 1.000 ngày, hay trong nhiệm kỳ này, hoặc cả đời này, nhưng hãy bắt đầu. Câu hỏi cho mọi người tự trả lời là: ta là ai? Ta là con cừu hay ta là con sư tử? Ta là con ma hay ta là con Phật? Ta là ai? Ta đến đây để làm gì? Mục đích sống của ta là gì? Ai là người dẫn dắt tôi và thầy cô quan trọng nhất trong suốt hành trình cuộc sống của tôi là ai? Và bây giờ, tôi có phải là người lãnh đạo dẫn dắt người khác? Có phải ai cũng là người lãnh đạo dẫn dắt người khác được không?
vào những câu hỏi này, chúng ta hãy tự trả lời. Ta là ai? Có phải ta là con Phật mà bị lạc trong trong con ma nhiều đời, nhiều kiếp rồi không? Quý vị có thấy câu chuyện này rất là thú vị không? Con sư tử mà để vào đàn cừu thì nó sẽ là đàn cừu. Nó sẽ là con cừu non. Mặc dù nó là con sư tử nhưng vì đàn cừu nuôi dưỡng nó thì nó sẽ là bản chất của con cừu. Mặc dù hình thù nó khác nhưng vì nó không biết, không ai chỉ dẫn cho nó biết nó là ai. Và nó vĩnh viễn nó nghĩ nó là đàn cừu cho tới khi con sư tử già xuất hiện và cho biết, nhìn vào đó, có phải ngươi có giống như ta không? Và khi nó biết được nó không phải là con cừu, nó biết được bản chất của nó là con sư tử, thì nó rống, nó la thật to lên, rung động cả núi rừng. Vì đó là bản chất của con sư tử. Và để rồi nó biết rất rõ nó là ai, nó cần làm cái gì. Và con sư tử già đã làm xong nhiệm vụ rồi. Ta đã làm những gì có thể và bây giờ con có thể tự lập. Con đã biết con là ai. Khi Vân đọc tới cái câu chuyện này đó, tự nhiên Vân liên cảm đến câu chuyện của Vân, quý vị. Hình như là giống như thế. Bản chất của Vân, mặc dù tu tập, mặc dù có tâm từ bi đó, nhưng cơm áo gạo tiền, gọi là tiền tài, danh lợi, đỉnh cao của danh lợi, nó cuốn hút Vân đi lạc hồi nào không hay luôn. Mặc dù Vân vẫn nhớ Phật, nhưng Phật nhẹ hơn những cái cuốn hút ngoài kia. Ngoài kia cực mạnh luôn quý vị. Một ngày 24 tiếng, bây giờ trừ 10 tiếng ra đi. Và mình chỉ tu bao nhiêu giờ đây? Chỉ có 2-3 tiếng đồng hồ thôi. Còn bao nhiêu là suy nghĩ làm sao kiếm tiền, làm sao để được danh lợi, làm sao để được đỉnh cao, làm sao để được có chức. Và suy nghĩ cuốn theo cái dòng đời như thế. Khủng khiếp thiệt luôn. Và khi Vân đọc câu chuyện này, Vân nói, nếu như Phật không xuất hiện thì Vân sẽ ra sao? Rõ ràng Vân vẫn tiếp tục luân hồi sanh tử. Mặc dù Vân biết Phật Pháp, Vân tu tập, nhưng tu gọi là cái chữ tinh tấn thì so với người khác tinh tấn đi, nhưng cái tâm á, cái chữ danh lợi tiền tài nó nặng hơn chữ tu. Trong lúc này thì bây giờ lỡ như đột xuất ra đi thì sẽ đi về đâu? Cho nên khi mà các ngài xuất hiện đó và nhắc nhở Vân, Vân không tin nữa quý vị. Vân không tin. Không tin là tại sao? Khi mà Vân bị cái chứng ung thư đó, bị bệnh ung thư đó, là Vân có lời nguyện là nếu con còn lợi lạc cho chúng sanh thì hãy giữ con ở lại, còn nếu không đưa con đi. Và khi Vân tỉnh rồi thì chuyện gì xảy ra? 3 năm sau, khoảng 2 năm sau thì Vân có một cái cảm, những cái cảm rất là đặc biệt trong người của mình. Mà mình không tin đó là mình có thể làm được. Không tin, hoàn toàn không tin. Và cứ chạy trốn quý vị. Vân chạy trốn 2 năm trời. Chạy trốn và nói là không phải. Vân không thể làm được những chuyện đó đâu. Vân có thể cảm được, đặc biệt là Vân Linh Thai Nhi. Vân cảm được các bé rất là mạnh luôn. Vân có duyên với Vân Linh Thai Nhi và ai đó mà ngồi gần Vân là Vân có thể cảm được. Và Vân không tin được cái này. Và Vân có thể nói chuyện được với họ. Mà Vân không tin được mấy cái mà Vân đã từng bắt đầu cảm. Và Vân cứ chạy trốn. Nói là không, cái này không phải chuyện của mình. Và tôi không muốn. Và mặc dù Vân đi dạy kinh doanh, Vân bay khắp nơi trên thế giới, Vân đi dạy kinh doanh. Và Vân biết là Vân có thể giúp được người đó luôn. Nhưng mà Vân không giúp. Vì sao? Vân nói là không phải chuyện của tôi. Không phải chuyện của mình. Vân biết được là Dông Linh đang phá người đó, đang quậy người đó. Nhưng mình tới đây mình dạy kinh doanh mà. Mình đâu có mất mới gì tới mình. Đâu có gì đâu. Đâu có phải là chuyện của mình đâu. Và Vân chạy trốn. Và Vân không tin, không muốn làm. Và không tin là mình có thể làm được chuyện đó.
cho tới khi một năm tháng 9 vừa rồi thì quý vị biết rồi đó, và cho tới khi tháng 10 thì các ngài mới đánh thức Vân một cách rất là mạnh và nói là, nhắc nhở Vân rất là mạnh là chúng sanh đang cần con cần phải ngưng những gì con đang làm vì chúng sanh đang cần con, và cho Vân 3 ngày để ngưng hết tất cả những kinh doanh ngoài kia. Và khi mà Vân đã quyết định ngưng rồi, Vân vẫn còn nghĩ là mình đang mơ nữa quý vị, đang còn mơ nữa. Và lôi cuốn Vân tới bây giờ thì làm việc cho Phật cũng đã hơn một năm rồi. Và rõ ràng là có những cái Vân phải ngắt, phải nhéo, phải đánh mình coi mình có phải là mình hay không. Và nhiều lúc các ngài buông mình, buông mình và mình cứ nói tại sao vậy, tại sao vậy. Nhưng khi mà Vân đọc cái câu chuyện này và Vân thấy là cái câu Vân rất là tâm đắc là ta đã làm những gì ta có thể, bây giờ con có thể tự lập, con đã biết con là ai. Cho nên cái câu này nó đánh thức Vân, và các ngài đánh thức Vân đây là sứ mệnh con cần phải làm. Vân thức tỉnh từ những cái đó, và bây giờ Vân là người có sứ mệnh đi đánh thức các vị, đánh thức các vị để cho các vị biết các vị là ai. Các vị là con Phật, đúng không ạ? Các vị là con Phật, các vị không phải là con ma. Con ma là sao? Tham sân si, hỉ nộ ái ố, là con ma, rõ ràng đúng không? Con quỷ, con ma thì đi về đâu? Khi quý vị mất thì quý vị đi về đâu? Về con của họ. Vì quý vị cả đời vì danh lợi đồng tiền, vì tham sân si, thì khi mình ra đi thì mình phải về nhà với họ thôi. Tham là đi đâu? Đi về ngã quỷ đúng không? Sân si, địa ngục mở cửa. Cho nên là chúng ta bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp ở trong ngôi nhà của người khác rồi. Chúng ta là con của người khác, chúng ta là con Phật, nhưng chúng ta đi lạc lòi bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi. Và bây giờ chúng ta đã biết được vì sao, vì Phật nhắc nhở chúng ta, Vân nhắc nhở các vị, và chúng ta đã biết mình là ai rồi, đúng không ạ? Chúng ta biết mình rất rõ là mình là ai rồi. Chúng ta không phải là con ma, chúng ta không phải là con quỷ, chúng ta là con Phật, và chúng ta khẳng định điều đó là ta là con Phật chứ không phải là con ma, ta không phải là con cừu non. Ta là con sư tử, ta không phải là con ma, ta là con Phật. Cho nên khi chúng ta xác nhận được chúng ta là người con Phật rồi thì chúng ta biết rất rõ là chúng ta cần phải về nhà với Phật, đúng không ạ? Chứ đâu có phải mà bây giờ mà biết là con Phật rồi mà vẫn vô minh đi vào nhà ma nữa. Rõ ràng rất là nhiều chúng ta đã sai lầm, biết là con Phật, quy y Phật rồi nhưng vẫn tham sân si và vẫn tiếp tục đọa lạc vào nhà ma tiếp tục. Cho nên khi chúng ta đã biết rất rõ ta là người con Phật rồi thì ta biết là ta đến đây để làm gì. Ta đã đi lạc lâu rồi, ta cần phải về nhà. Ta đến đây để ta có thể cứu vô số chúng sanh cùng về nhà với ta, đúng không ạ? Cùng về nhà với ta. Và mục đích sống của ta là luôn luôn làm lợi lạc cho chúng sanh muôn loài, không phải ở mình nữa. Ta sống vì chúng sanh, làm việc cho chúng sanh, đó là người con Phật. Và làm sao để ta sống xứng đáng với nghĩa là con Phật thật sự. Con Phật thật, quý vị nhé. Hãy yêu thương tất cả chúng sanh, làm tất cả mọi việc lành, tu tập tinh tấn, hướng dẫn, dẫn dắt chúng sanh, biết đến Phật Pháp, đưa chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó là mục đích sống trong đời này của ta. Và khi ra đi, chúng ta cần phải về nhà với cha ta. Vì ta là con của Phật, ta là A-di-đà con.
Quý vị nhớ chỗ này, ta là A Di Đà con, là con Di Đà không phải là con ma. Cho nên quý vị hãy nhớ chỗ này, và khi mình làm bất cứ việc gì chúng ta cần phải nhớ, nhớ rất rõ ta là người con Phật, để ta luôn luôn làm việc đúng theo chánh pháp, đúng theo ý của Phật, đúng theo tâm nguyện của cha chúng ta. Ai là người đang dẫn dắt tôi? Thiện tri thức ta là ai? Chỉ rõ. Thiện tri thức của ta là những người chỉ rõ đường đi nước bước cho ta, để ta biết rõ ta là ai, ta cần làm gì. Là người mà giúp ta giác ngộ, là người mà dẫn đường chỉ lối, khai sáng cho ta thấy rõ chân tâm Phật tánh của ta, thấy rõ ta là con Phật. Và ta đi trên đường về nhà, ta đi một cách rất là an lạc tự tại. Đó là ta đi đúng đường. Và đó là thiện tri thức. Nếu quý vị đi trên con đường về nhà mà quý vị đi một cách rất là ung dung tự tại, thoải mái, mặc dù trong gai có, nhưng trong gai đó chỉ là chuyện nhỏ, chúng ta không cần nhất thiết phải để ý. Và quý vị cảm thấy mình an lạc, thoải mái và quyết tâm về nhà, thì đó là người thiện tri thức dẫn đường cùng đồng hành với quý vị. Và Vân khuyên nè, nếu quý vị, Vân không nhất thiết là kêu quý vị phải nghe những gì Vân nói và phải đi theo những gì Vân hướng dẫn và đi theo Vân. Không, Vân không nói vậy. Vân chỉ nói là nếu quý vị tìm cho mình được một người thiện tri thức, một người thầy, một người thiện tri thức mà có thể giúp quý vị an lạc, giúp quý vị về nhà, hãy trụ một thôi. Hãy trụ một thầy thôi. Hãy trụ một người thôi. Vì sao? Vì mỗi người mỗi cách dẫn dắt khác nhau. Và nếu quý vị hợp với ai, Vân khuyên quý vị đừng nên đi quá nhiều thầy, quý vị sẽ tự làm rối mình. Và Vân biết trong đạo tràng chúng ta có nhiều người đi nhiều thầy lắm, nhiều chùa lắm, và vẫn còn rất nhiều. Vì sao? Vì Vân vào Facebook của quý vị, Vân thấy quý vị share bài rất là nhiều của thầy này, thầy kia, thầy nọ, và thậm chí copy của thầy này, thầy kia gửi qua cho Vân nữa. Và Vân nói Vân chỉ nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không thôi, các vị khác Vân không có thời gian nghe. Và Vân rất là dở quý vị, Vân chỉ biết là tu pháp môn Tịnh Độ thôi, còn tất cả các khác Vân không biết đâu, Vân không biết đâu quý vị. Cho nên nếu mà quý vị cùng một tâm, một lòng, một mục đích với Vân thì chúng ta mới đi con đường này được. Và nếu như quý vị đã tin tưởng ở Vân rồi thì xin quý vị hãy trụ đi, trụ đi quý vị. Đừng đi lông bông nữa, đừng ai cũng nghe hết. Và quý vị thậm chí đi vào những cái trang web của người này, thầy kia, chùa nọ, và quý vị còn cuốn mời gọi những người khác vào này, vào đây để tu nè, vào đây để tu nè. Trong khi đạo tràng online chúng ta đã tu một ngày là ít nhất 5 tiếng đồng hồ rồi, 5-6 tiếng rồi, mà quý vị còn kêu réo người ta để tu chùa này chùa kia nữa, thì coi chừng quý vị bị rối và tự làm rối mình. Và nếu như quý vị đi như thế thì coi chừng chúng ta sẽ không về nhà được đâu quý vị nhé. Và rõ ràng quý vị hãy nhớ là chúng ta không cần phải là biết nhiều chuyện đâu. Chúng ta chỉ cần biết đơn giản tính hạnh nguyện, làm nhiều việc thiện, trụ trong câu Phật hiệu là chúng ta có thể về nhà rồi. Và chúng ta không những về nhà không, chúng ta còn đem rất nhiều chúng sanh về nhà với mình nữa, đúng không? Và rõ ràng là chúng ta đang làm chuyện đó. Giống như quý vị đã nghe mấy ngày nay, quý vị đã nghe những câu chuyện màu nhiệm, thí dụ như gần nhất là câu chuyện màu nhiệm của chị Hằng Yến nè. Và chị có đi đâu nhiều thầy đâu, và chị không biết chữ nữa, và một người rất là bình thường nữa. Và tại sao có kết quả như thế? Một người rất là dân giả bình thường, không có gọi là kiến thức Phật Pháp gì nhiều đâu, và chỉ có trụ một mình câu Phật hiệu và một đạo tràng online của chúng ta, và nghe những gì Vân nhắc nhở mỗi ngày thôi, mà chị ta có kết quả rất là tuyệt vời, đúng không ạ?
Vậy thì tại sao chúng ta không noi gương theo những người có kết quả? Và chúng ta có thể tự hỏi chúng ta là bằng cách nào chúng ta có thể tự độ và độ tha, có nghĩa là làm lợi lạc cho mình, độ được mình rồi và độ được vô số chúng sanh bằng cách nào đây? Quý vị, mình sẽ làm thật tốt những gì mình cần làm. Như Vân đã nói rồi, người con Phật cần làm gì? Tu tập tinh tấn, làm thật tốt những cái mình cần làm, phóng sanh từ thiện, làm rất nhiều việc lành, và mình độ được mình rồi. Thì mình sẽ hãy xem, nếu mình muốn độ dẫn dắt người khác thì mình hãy xem đây là sứ mệnh của mình, bằng cách nào mình có thể dẫn dắt họ. Nếu như quý vị xem đây là sứ mệnh quý vị thì quý vị làm việc vì họ, không còn vì mình nữa. Khi quý vị làm việc vì họ thì nó sẽ có kết quả hơn. Xem đây là sứ mệnh, làm tốt, thật tốt, thật tốt những gì mình cần làm để độ mình, độ chúng sanh. Và rõ ràng là ngoài kia có rất nhiều các vị thầy quý vị, rất nhiều các vị thầy, những thầy dạy quý vị về cái này cái kia cái nọ, những vị thầy nào cũng rất là giỏi hết, những thầy nào cũng là cao hơn, cao và rất là cao kiến thức hết. Nhưng cái quan trọng là quý vị muốn cái gì, muốn cái gì trong hiện tại và tương lai. Cho nên quý vị hãy xác định cho mình vị thầy nào có thể dìu dắt chúng ta và con đường nào chúng ta có thể đi, và chúng ta nên làm cái gì trong lúc chúng ta về nhà, chúng ta nên làm cái gì để chúng ta có thể về nhà được và về nhà với vô số chúng sanh. Và tất cả những việc này sẽ không được hoàn tất trong một ngày, 100 ngày, hay trong ngàn ngày, hay trong một nhiệm kỳ, hoặc cả đời. Nhưng chúng ta hãy bắt đầu đi, bắt đầu làm. Vì sao? Vì ta biết ta là con Phật, ta biết ta cần phải làm gì để sống xứng đáng là người con Phật, ta biết ta cần phải vì chúng sanh mà làm việc, dìu dắt tất cả chúng sanh biết đến Phật Pháp, tin sâu nhân quả để cùng chúng ta về nhà Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta, mỗi người trong chúng ta đều có thể làm lợi lạc cho ta và làm lợi lạc dẫn dắt rất nhiều chúng sanh ngoài kia biết đến Phật Pháp và tu tập cùng chúng ta. Và mỗi người trong chúng ta cần phải làm sao để có kết quả cho bản thân ta trước, quý vị. Mình phải có kết quả tu tập, mình phải có câu chuyện màu nhiệm của mình, mình phải có lợi lạc cho mình rồi thì chúng ta mới đem câu chuyện của mình để cống hiến ngoài xã hội, để kể cho chúng sanh nghe. Trước đây em khổ như thế, như thế, như thế, và từ ngày em biết Phật Pháp, tu tập cùng đạo tràng online, và bây giờ em đạt được an lạc, kết quả như thế nào đó. Quý vị chia sẻ bằng một cái tâm chân thành của mình, kể những câu chuyện mình thôi, đó là một cách độ chúng sanh, một cách đơn giản nhất luôn quý vị. Quý vị không cần phải nói pháp, quý vị không cần phải cố gắng học cái gì đó mà giỏi. Vâng, cần quý vị nói bằng cái tâm của mình, kể những câu chuyện bằng cái tâm của mình để cho chúng sanh cảm được quý vị. Quý vị là người làm được rồi thì họ sẽ là người làm được. Và sau đó quý vị dìu dắt họ vào đạo tràng online chúng ta để tiếp tục tu tập mỗi ngày. Đơn giản như thế thôi quý vị. Và ai cũng có thể làm người dẫn dắt chúng sanh được hết. Không phải riêng Vân, không phải riêng bất cứ một thầy nào. Ai trong chúng ta cũng có thể hết. Vì sao? Vì quý vị là người con Phật, quý vị có trí tuệ, quý vị làm được tất cả những gì Phật làm. Cái quan trọng là quý vị hãy tự tin vào chính mình và hãy làm đi. Hãy làm đi quý vị. Không sợ. Đường đi chúng ta hãy bước tới từng bước chân một và hãy đi đi. Đừng có sợ. Bản thân Vân trước đây cũng rất là lo sợ vì những cái Vân làm nó quá sức tưởng tượng và nó ngoài cái tầm tay mình và mình không thể nghĩ là mình có thể làm được. Nhưng các ngài luôn bên cạnh và động viên là tại sao con không tin vào những cái này, và con đã từng phát nguyện là độ chúng sanh, con đã từng phát nguyện là vì chúng sanh. Vậy bây giờ
tâm nguyện của con đã đến và thời khắc này là thời khắc chúng sanh cần con. Tại sao con không tin là mình làm được? Và từ từ các ngài dẫn dắt vân từ từ để tin là mình là ai, là mình có thể làm được. Và cái sứ mệnh của vân là vân cần phải truyền đạt và dẫn dắt những ai hữu duyên cùng vân để quý vị tin vào bản thân mình là mình có thể làm được. Và hãy tin vào các ngài luôn bên cạnh chúng ta, mặc dù các ngài nhìn các con của các ngài bị te tu tơi tả te tu tơi tả, nhưng đó là cái sự huấn luyện và các ngài huấn luyện chúng ta để chúng ta có thể tự lập, quý vị có thể tự lập đi bằng đôi chân của chúng ta, vì chúng ta là người con Phật, chúng ta không phải là baby, chúng ta phải trưởng thành, chúng ta cần phải trưởng thành, và mỗi người trong chúng ta trưởng thành từ cái sự tu tập của chúng ta, từ cái thử thách mà các ngài cho chúng ta, thì chúng ta trưởng thành từ những cái đó. Cho nên trong tất cả những gì chúng ta học, chúng ta còn phải hành, học đi đôi với hành, hành thì mới tạo ra kết quả. Thì Vân khuyên tất cả chúng ta hãy bắt đầu đi quý vị, hãy bắt đầu, cho dù bước chân kế tiếp chúng ta là cái gì, chúng ta không cần biết tới tương lai đâu, chúng ta cần phải làm thật tốt bây giờ, thì tự nhiên tương lai nó sẽ rất là tươi sáng cho chúng ta, đúng không ạ? Chỉ cần đơn giản là quý vị phát nguyện là con nguyện một đời này vãng sanh thượng phẩm thượng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của ngài, thượng phẩm thượng sanh, phát nguyện như thế. Và chuyện chúng ta cần làm thì chúng ta cần làm hiện tại, mỗi ngày, mỗi ngày và mỗi ngày. Và khi chúng ta làm như thế rồi thì chắc chắn là kết quả sẽ có, và kết quả mỹ mãn giống y như những ước mơ của chúng ta. Và hãy tin vào đó đi quý vị. Hãy nhớ chúng ta là con Phật, mặc dù chúng ta sanh ra trong con ma, lạc lội trong nhà đồ tể, trong nhà các thầy bùa, trong nhà ngư gia, những người đánh cá, đánh bắt cá. Nhưng chúng ta bây giờ đã biết rồi, đã có người dẫn dắt chúng ta biết được và dạch rõ cho chúng ta biết ta là con Phật rồi, thì chúng ta cần phải cứu mình gấp. Và cứu những người cần phải cứu, đó là cha mẹ cũ quyền thất tổ của chúng ta, vì họ cũng đã lạc lồi bao nhiêu năm rồi, giống như chúng ta vậy. Và chúng ta cần phải làm tốt mình gấp trước, và sau đó nhờ cái tha lực của các ngài mà chúng ta cứu tất cả dòng tộc của mình, cứu tất cả chúng sanh, ai đó đang hữu hình cũng như vô hình đang cần ta cứu. Và nếu chúng ta có thể làm được điều đó thì chúng ta hãy nỗ lực hết mình đi quý vị. Vì sao? Vì thời gian không còn nữa, không cho phép nữa. Hãy nhớ có 10 sấm giảng nói sao, 10 chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra thái bình. Vậy thì một này là ai? Chúng ta có phải muốn là trong số một này hay không? Và đây là thời khắc thanh lọc nè. Năm nay và năm tới sẽ có nhiều chuyện ra, xảy ra dữ lắm luôn quý vị. Đại dịch thứ hai sẽ sắp sửa diễn ra rồi. Và nếu như chúng ta còn chần chờ nữa thì chúng ta sẽ coi chừng. Hãy nhớ 10 mà lọc 9 còn 1 thôi. Nếu chúng ta vẫn còn tu lơ tơ mơ amateur, chúng ta chắc chắn sẽ bị lọt sổ. Chắc chắn đó. Cho nên chúng ta muốn còn một phần thanh lọc lại để cho thế giới này là cõi Tây Phương Cực Lạc, đúng không ạ? Để cho chúng ta có thể về nhà trong một đời này, và chúng ta có thể dự hội liên hoa khi Phật Di Lạc xuống tại thế. Các vị ai cũng muốn điều này, đúng không ạ? Cho nên hãy tự nhắc nhở mình nhé, là chúng ta làm được, chúng ta nhất định làm được, vì ta là con Phật. Trong tất cả các con sư tử là con bá chủ, đúng không ạ? Con mạnh nhất, đúng không ạ? Đúng không? Và trong tất cả
Phật là mạnh nhất đúng không ạ? Mạnh gì đây? Trí tuệ, đại trí tuệ và tất cả các khác, ngài đều là trên đỉnh của đỉnh, và ta rất hãnh diện. Vì sao? Vì ta là con của Phật, là một con sư tử rất mạnh, không phải là con cừu non, không phải con của cừu, mà là con của sư tử, là con Phật, không phải con ma. Hãy xác nhận rõ điều này. Và khi chúng ta mà chỉ cần khởi lên một cái vọng tưởng, một cái gì đó mà nó nghiêng về con ma, thì hãy nhanh nhanh buông xuống ngay tức khắc liền, quý vị. Và hãy luôn nhắc nhở mình: ta là con Phật, ta là A Di Đà con, ta là A Di Đà con, ta là A Di Đà con, thì chắc chắn ta sẽ là Phật. Vì ta là con Phật thì ta chắc chắn sẽ là Phật thôi, ta không thể nào là con ma. Và mạnh mẽ phát nguyện là đời này con nhất định về nhà, nhất định vãng sanh thượng phẩm thượng sanh trong một đời này, nhất định, nhất định và nhất định không thể rớt trong đời này, quý vị nhé. Và hãy nhớ tất cả chúng ta đều là người có thể dẫn dắt chúng sanh về nhà được hết. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hãy nhớ bài pháp hôm nay, quý vị nhé. Bài pháp hôm nay quý vị có phải thấy rất là tâm đắc không? Câu chuyện hôm nay rất là tâm đắc đúng không ạ? Dạ. Và vâng, mong quý vị là những người hiểu, hiểu sâu vào câu chuyện này, vào bài pháp này, để chúng ta có được thành tựu vì hiểu mới hành và ra kết quả tuyệt vời được, quý vị nhé. A Di Đà Phật. Dạ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh. A Di Đà Phật. Vâng, chúc cả nhà mình an lạc và hẹn gặp lại vào thời công phu sau nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. A Di Đà Phật.